Đó, hôm nay mình đi ra ngoài ruộng nha. Ra ngoài ruộng cháu nó trồng bầu à. Bên này là bí, bí bên đây là dải này là bầu nha. Bí hả? Không, trời ơi, trái sai quá trời không. Ngày nào cắt hả, mấy tấn bí, bí xanh. Không biết à. Đó, trà trái. Ồ. Xài bí. Đó. Bí nay bỏ mối cho dựa có mấy ngàn kilo. Đó, bí này nha. Nha. Bí có tháng mấy bữa hay không? Cha cha Vậy? ra đây làm rẫy hả? Ngủ đây hôm luôn. Sao vậy? Chứ về đâu đâu. Đi đi quan luôn hả? Giờ quay lại vũ nhậu nữa nè. Trời ơi. Ông Lên ơi clip sẽ gì, clip tên gì vậy? Châu Đức. Wow. Châu Đức mới sao. Đi vô cái chỗ chỗ hái bí bí xà hả? Trúng quá hả? Trúng mà dễ rẻ. Mấy trăm đồng ký hả? 5.000 ký. Bí bí 5.000 ký. Qua 400 đó giờ hái hả, vô bọc luôn. Sao vậy? Giờ khoan để không quay quay luôn đây, quay bóng tát luôn. Quay trở nhà hái nhiêu đây nè. Có 4.000 kg mà trời. Giàu thế mẹ còn làm clip gì nữa. Trời ơi. Giỡn. Ông ngoại ơi, ông qua ông cho tôi mượn đỡ hả? Vài trăm tỷ đồ làm ăn ở Nhật Bản. Tôi mượn bà có trời. Ê, quay Trung Hòa luôn. Có nè, đó chuồng bò của ông Sáu La là tất nhiên là tự cái anh là ông là sâu tí. Bông bông này bông tết nha cả nhà. Muốn mua bí tự nhiên à. Mua à.
Ăn cò hả? Ăn cò đó. Hả? Cái gì cũng phải có cò. Ông Sáu đem tiền về đưa bà Sáu đi. Tiền mới mới đem vô à, ở trong khớp xe á. Áo vừa cầm về đó. Ừ. Cầm về giùm đi, đó là bớn, là bớn cho sót. Quay có bò, có bí, có bông rồi ha, bà Tám. Dạ. Khổ, quên cậu râu mai đi ăn cưới. Không, như tôi giờ để đâu được rồi, cháu kêu ông quá trời, tôi giờ tính ra coi, coi gần 20 đứa cháu kêu ông à. Con là 2 đứa, con bo 3 đứa là 5, con 2 lớp, con quốc kỳ, rồi cháu nậu quốc kỳ, cháu nậu 5 cọp. Tính ra đụng ra tôi cháu kêu ông cũng có 20 đứa trở lên rồi, rồi để đâu được. Để cho thử quỷ, quỷ xuất hiện. Đậu bè có cháu dùng ông rồi, đậu có rau nữa rồi. Sợ quỷ xuất hiện nha. Cháu có rồi chưa có, chừng vài năm đó tôi có cháu có con. Trời ơi, bí à, bí gì hải sai ha ơi ha. Bông quá trời. Vài năm nữa con tài có vợ rồi, tôi có cháu có rồi. Qua lậu 400 kg á, lượng nay cái gì. Qua 400 mấy, hôm nay cũng 400 mấy á. Qua 409 vậy. Giá con giá nó 5 nó 4 rồi. Ủa nay 4 hả? Qua trả là 4 rõ nhân không à. Gạo. Gạo. Má nó thấy rộ là nó tăng. Giá ép chứ tăng. Để ép xuống. Bỏ tôi ghét bằng đầu canh cho giữa. Cậu má thà ra ngoài chợ hoài tôi ngầu chùm hổm tôi bán. Má mấy trăm cái thằng má hết, trong mất tiền mày. Bí này lát nó rộ nó tăng chưa rộ. Nó không tăng. Vậy á, kêu chị Sáu đó, chị ra ngay chỗ hả, ngay tư này, ấy nè, ngay ấy đó, bỏ lên trên ấy đó, rồi để giá 6.000 kg, hả, là 8.000 kg. Một trái. Bán được chứ bộ. Xong được. Bí nhà vườn mà. Đó, xong được. Bán mấy trăm ký liền cái gì. Ngon lắm. Clip là gì có thấy phải không? Châu Đức. Đó Đức xem mới gọi bà. Quay Đà Lạt đồ đi chơi hả? Nhiều lắm á. Được mấy trăm khán giả coi bụng. À, giờ chừng nào lấy nút bạc. À, thôi, chủ yếu là giờ